bà con cô bác và các bạn trên kênh của Nguyễn Thừa. Thì hôm nay Nguyễn Thừa hiện tại ở ấp Phú Điền, xã Hiếu Thuận, ở Vũng Liêm. Thì Nguyễn Thừa đang đi trên đường mà thấy trăm trái, rất là nhiều trái, nên Nguyễn Thừa muốn xin chú lại để chia sẻ cho mọi người. Cửa xa xa chỗ bà con nó thấy trên đường đó, đó là cây trăm đây. Để Nguyễn Thừa cùng mời các bạn cùng đi, mình đi lại hái trái trăm nha. Cây này quá trời lớn luôn nha mọi người. Giờ Nguyễn Thừa sẽ leo lên cây này hái trái trăm ăn. Mọi người đợi Nguyễn Thừa nha. Ôi mấy trái trăm này nó màu đen đen nè, mấy trái đen đen này là mấy trái chín đó nha mọi con. Rồi nha mọi người. Hồi đó tới giờ là một số quý vị khán giả với mọi người chưa biết trái trăm này đâu. Này, trái trăm này hồi đó ở quê của Nguyễn Thừa cũng không có nữa, mà ở đây nhiều lắm. Cái này nè, ở đây nó chùm chùm cái nè. Ừ, trái trăm mà ăn ăn ngon ghê luôn bà con. Ở đây nó nguyên chùm luôn. Ở kia nó quá trời. Công nhận vừa đứng ở trên cây mà vừa ăn cái trăm này tại chỗ ngon thiệt chứ. Cây nữa rồi bà con ơi, nguyên ở đây dưới gốc là có mấy chùm nè, đã ghê luôn. Ôi cái chùm này có mấy trăm gram mà mấy trái này nè. Ôi đây nữa nè. Ôi trái khủng khiếp luôn á, quá trời luôn, trái ở trên đây đã luôn. Cây trăm này thím nói bao nhiêu năm rồi vậy hả? Cây trăm người ta bầu được không thím? Bầu trồng được không mà nó lên không, lên hộp không? Ăn trăm rồi thím, ăn ấy. Cho con ăn không? Không ăn nè. Ăn thử rồi bà con ơi, ngon không? Cây trăm này bà con. Ăn đi, ăn trái đi. Thời cuối nhẹ. Ăn đi coi bà con thấy ngon không? Ăn chú. Ngon. Ngon chú. Ngọt. Ăn đi con, ăn đi, ngon không? Ngon. Ngon không con? Ngọt. Ngọt lắm hả? Để ăn đó. Hả? Đó hai bé đó không à. Bé kia nó không biết ăn trăm rồi đó con ơi. Thấy trăm ngon vậy mà một số người không biết ăn nha. Mấy đứa nít giờ sao một số đứa nó không biết ăn mọi người ơi. Mà trái trăm này đó quê của Nguyễn Thừa không có mà ở đây nhiều lắm. Người đã rồi chứ. Cũng có hộp luôn à. Ăn bỏ hộp. Trăm này ăn xuống ghê quá. Chưa giờ mà ăn hơi ngọt ngọt chua chua đã lắm. Ồ cái trái này trái non nè. Trái xanh xanh này trái non là già nó trái chín nè mà con. Mọi người dòm trái trăm nè. Trời ơi cái trái này thấy tím tím này ăn đã lắm nè. Tím lên được quay chùm đó chín ăn vui đó. Quá trời luôn. Ồ ở đây nữa. Cây trăm hết hồn luôn. Cây trăm này trái một năm có một mùa một hả chú? Phải năm trái hai ba vụ đã ha. Bẻ lần vậy có hai tháng không? Hai tháng nó mới hết trái không? Ôi trái thì cỡ hai tháng lận nha bà con. Chứ mới hết á. Trái trăm á thì ở dưới quê mình ăn ngon lắm nha bà con. Nếu bà con cô bác nào mà chưa có ăn trái trăm trong lần trong đời không biết á, thì hãy cùng Nguyễn Thừa thưởng thức hương vị của trái trăm ở quê mình á. Đổi gì nè, vàng cái bự hết, ăn rất là ngon. Cảm ơn bà con cô bác đã xem video của Nguyễn Thừa nhé.